Hi, xin chào em nha. Ngày hôm nay ta sẽ cùng một bạn khủng long bạo chúa này để đi săn tìm đồ chơi nha. Rồi, ta sẽ cùng nhau đi nào. Wow, chúng ta đã tìm thấy gì đó ở đây này các em ơi. Xem nào. Đây có hình của một chú siêu nhân Iron Man. Siêu nhân Iron Man này. Một chiếc xe xúc. Wow, chiếc xe xúc rất là to này. Ok, tiếp tục đi nào. Wow, ở trong này có gì này các em ơi? Ta cùng lại đây xem nào. Wow, đây có rất là nhiều đồ chơi này các em này. Cả súng đồ chơi luôn nha. Ta cùng xem nào. Đầu tiên, một chiếc máy xúc này. Máy xúc màu xanh nha. Rồi, cho bạn khủng long vào gió đi. Tiếp theo nào. Xe tăng này. Cho vào gió đi. Một chiếc xe bán tải em nhé. Xe cứu hộ này. Chiếc xe cứu hộ cảnh sát này. Ok. Wow, rất là nhiều súng này. Súng đồ chơi, thử bán thế nào. Vẫn dùng được nha, cho vào giỏ đi. Một khẩu nữa này. Cho tiếp vào giỏ đi nào. Đây là một bạn chó cứu hộ cảnh sát này. Thì trong phim hoạt hình đấy nha. Xe cứu thương trong cảnh sát này. Thì có chữ police ở đây nha. Ok. Siêu nhân này. Đây là xe gì nào? Xem nào. À, chiếc xe này sẽ phục vụ trong sân bay các em ạ. Đó, nó sẽ để cho hành khách từ trên máy bay xuống dưới đấy. Súng này. Thử bán thế nào. Wow. Vẫn dùng rất là tốt đấy các em ạ. Một khẩu súng này. Xe buýt này. Đây là một bạn trong bộ phim Đội bay siêu đẳng em nhé. Bạn máy bay màu xanh này. Này có thể biến hình trở thành robot được đấy. Đó. Xe quân sự này. Một chiếc cần cẩu màu xanh nhá. Tiếp theo nào. Xe buýt tay do màu xanh này. Máy bay trực thăng. Lại một chiếc xe cảnh sát nữa này các em này. Đây là bạn Pony trong phim Robocar biến hình ấy. Máy xúc này. Wow, rất là nhiều đồ chơi nha. Xem nào. Một chiếc xe tải màu xanh. Đội bay siêu đẳng này. Robocar biến hình này. Một chiếc xe nâng hàng nha. Xe cảnh sát này. Khủng long. Đây là một chiếc xe chở rác em nha. Cho vào giỏ đi. Cuối cùng là gì đây? Wow, chiếc xe này nó đã bị hỏng rồi. Sẽ cùng lắp lại xem nào. Ít chà. Rồi, ok. Ta đã sửa được chiếc xe này rồi. Các em cùng xem này. Một chiếc xe môi trường rất là to luôn. Quá là đẹp luôn nha. Ok. Cùng cho chiếc xe này vào giỏ thôi. Rồi, cùng mang đồ chơi này về nhà nhé các em nha. Một giỏ đồ chơi luôn này. Rồi, xin chào các em nha.